Rồi hiện tại là 7 giờ 1 phút rồi. Thì tôi xin phép được bắt đầu cái lớp học ngày hôm nay. Thì tôi cũng nhắc lại một lần nữa là mấy anh chị nào mà mình đang mở mic á, mình vui lòng mình tắt mic ha. Tôi thấy là ở đây là mình có anh Ân á, anh vẫn còn mở mic á, anh vui lòng tắt mic giúp tôi nha. Rồi. Xin chào tất cả các anh chị tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay ha. Chúc các anh chị là có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp. Thì hiện tại thì tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng á, thì tôi không biết là tôi chỉ biết gửi lời chúc sức khỏe tới quý anh chị thôi. Tại vì tình trạng bây giờ thì mình chỉ biết là ở nhà làm việc hăng say. Khi nào mà có kết quả thì tình hình dịch nó kinh ổn định trở lại thì mình bắt đầu là mình lao vào công việc. Tôi cũng cảm ơn các anh chị vì mình đã dành một cái khoảng thời gian rất là quý báu của anh chị cho tới cái buổi học ngày hôm nay. Thì tôi cũng xin giới thiệu với quý anh chị thì buổi học ngày hôm nay sẽ được sự đồng hành của sàn chứng khoán quốc tế BostonMed. Nội dung lớp học chính là về bí quyết chốt lời đỉnh như chuyên gia. Tôi có để ở trên cơ sở slide như thế này. Thì lời đầu tiên tôi cũng giới thiệu luôn. Tôi tên là Vi. Không biết là quý anh chị mình có nghe tôi nói được không ạ? Vẫn nghe. Anh tắt mic giúp em với. Ok. Rồi, thì tôi có để cái số điện thoại dưới đây, Lam Nguyễn và Đức Tùng. Thì tôi là Lam, tôi sẽ hỗ trợ các anh chị tham gia lớp học ngày hôm nay. Đồng hành cùng với tôi á là diễn giả Đức Tùng. Thì hồi nãy tôi có thấy là anh Công Tùng mình có để lại cái comment ở dưới á, thì tôi thấy là anh cũng có thể là anh đã biết tới anh Tùng qua những cái lớp học trước rồi. Còn tôi thì tôi mới có tham gia đầu hỗ trợ cho sàn đầu tư chứng khoán BostonMed thời gian gần đây. Nên là những anh chị nào mà mình chưa biết tới tôi thì tôi có thể giới thiệu rõ hơn. Thì tôi là Lam Nguyễn, chuyên viên tư vấn tài chính và tôi đã có 4 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán này rồi ha. Thì tôi có 2 năm làm việc cho sàn chứng khoán quốc tế. Hiện tại thì tôi đang đồng hành cùng sàn BostonMed tại vì tôi thấy là ở sàn nó có một số cái ưu đãi và một số cái chính sách khá hợp với nhà đầu tư. Nên là tôi quyết định là tôi dừng chân ở đây. Thì tôi hy vọng là mấy anh chị ngày hôm nay mình tham gia lớp học á, mình có thể tìm hiểu về sàn cũng như là mình tìm hiểu về những chính sách bên sàn. Tại vì biết đâu là trong vô số những cái sàn chứng khoán mà các anh chị thấy quảng cáo ở trên Facebook hoặc là trên mạng xã hội á, thì sàn BostonMed nó là một sàn khá là nổi tiếng cũng như là khá là minh bạch ha. Rồi tôi xin nhường lại mic cho anh Tùng để anh Tùng có thể giới thiệu bản thân của anh cũng như là cái quá trình làm việc của anh ở thị trường này ha. Mời anh Tùng. Rồi, cảm ơn nha, em Lâm Nguyễn. Thì chào mọi người. Thì chúc mọi người có một buổi tối tốt lành và vui vẻ ha. Thì tôi tên là Đức Tùng. Thì tôi là một chuyên viên phân tích về tài chính. Đã có kinh nghiệm trong thị trường này là 6 năm. Thì tôi đã dành ra 3 năm để mà phân tích tài chính về thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau đó tôi mới dần chuyển sang thị trường chứng khoán quốc tế hiện tại bây giờ. Và ở đây nếu như anh chị nào đã từng tham gia vào chứng khoán trong nước và đang có xu hướng chuyển sang chứng khoán quốc tế thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp hoặc là gọi nhắn tin cùng trao đổi với tôi cũng như là Lâm Nguyễn. Thì số Zalo của tôi có để trên màn hình slide. Thì quý anh chị note lại để mà có thể tiện liên lạc với tôi và Lâm Nguyễn. Thì trước tiên khi mà bắt đầu vào cái việc nói về thị trường chứng khoán quốc tế thì tôi sẽ phân tích cho anh chị về thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại bây giờ. Thì không biết là ở đây thì có anh chị nào mình đang tham gia đầu tư trong chứng khoán Việt Nam chưa? Chắc là cũng sẽ có một vài anh chị cũng đi tìm hiểu về thị trường chứng khoán Việt Nam đúng không ạ? Thì ở đây tôi sẽ phân tích cho mọi người biết được rằng là hiện tại bây giờ thị trường chứng khoán Việt Nam mình đang rơi vào một trạng thái đó là sắc đỏ. Đó là lý do vì tình hình dịch bệnh ở tại Việt Nam hiện tại bây giờ
mỗi ngày ở trên toàn quốc đều có số ca nhiễm tăng lên. Và hiện tại bây giờ dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến tất cả các tập đoàn ở Việt Nam mình, cũng như về lĩnh vực kinh doanh, cũng như cụ thể hơn đó là tài chính, thu nhập của những người dân lao động ở tại Việt Nam mình. Thì tôi sẽ điển hình cho anh chị về cổ phiếu của một tập đoàn ở tại Việt Nam mình, đó là tập đoàn Bách Phát Xanh. Thì không biết đó, là anh chị có biết về một cái gọi là thông tin của tập đoàn Bách Phát Xanh trong hiện tại bây giờ không? Thì cái mã cổ phiếu của tập đoàn này á là MWG. Thì giá trị cổ phiếu của cái tập đoàn này á cuối tháng 6 và đầu tháng 7, giá trị của nó rơi vào là 196.000. Mà hiện tại bây giờ 175, xin lỗi mọi người ha, 175.000. Mà hiện tại bây giờ thì giá trị cổ phiếu của tập đoàn này nó đã rơi về là 168. Thì đồng nghĩa với việc ở đây là do tập đoàn Bách Hóa Xanh dính vào những cái vụ lùm xùm về cái việc làm ăn không có được hợp pháp đối với khách hàng, đó là việc tăng giá cao đối với tất cả các sản phẩm. Và ngày bình trung bình á, bình thường khi mà tập đoàn Quá Thất Xanh này hoạt động á, thì cửa hàng hoạt động nó tiêu thụ gần 200-300 tấn, nhưng mà trong thời điểm hiện tại bây giờ thì tập đoàn Bách Hóa Xanh tiêu thụ đến 2-3.000 tấn. Nhưng mà đồng nghĩa ở đây nó đã tiêu thụ rất là nhiều, nhưng mà ở đây họ vẫn đôn giá trị, làm cho cái việc hiện tại bây giờ sản phẩm tăng cao và làm ảnh hưởng đến những người hiện tại bây giờ đang cần nhu cầu thiết yếu về thực phẩm. Và điều này đã làm cho giá trị cổ phiếu của tập đoàn Bách Hóa Xanh này bị giảm rơi về vùng giá mà hiện tại bây giờ đang đáng lo ngại cho những nhà đầu tư nào chứng khoán Việt Nam hiện tại bây giờ đang sở hữu cổ phiếu. Và hiện tại bây giờ những nhà đầu tư bên chứng khoán Việt Nam hiện tại bây giờ thì họ không thể nào mà có thể thanh khoản về cái khoản gọi là cổ phiếu của họ được, vì hiện tại bây giờ trong mùa dịch này, hiện tại tính thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam mình ít nhất phải 3 ngày. Thì điều này đồng nghĩa với việc là không thể nào mình thanh khoản trong một thời gian ngắn. Và điều này đã dẫn tới ảnh hưởng của những nhà đầu tư trong chứng khoán Việt Nam. Và tôi cũng nói luôn là hiện tại tập đoàn Bách Hóa Xanh đang bị khách hàng tẩy chay, hầu như đa số là những cửa hàng nằm ở trên những khu vực trọng yếu ở Sài Gòn này. Hiện tại thì hầu như là sau khi cái vụ bê bối phát hiện ra thì hầu như là hiện tại bây giờ mặt hàng của ở Bách Hóa Xanh không còn được tiêu thụ mạnh nữa. Thì điều này tôi muốn chia sẻ đến anh chị để mà có thể cho anh chị biết được rằng là hiện tại bây giờ thị trường chứng khoán Việt Nam mình đang ở một cái giai đoạn không được tốt. Thì ở đây tôi sẽ giới thiệu với anh chị về một cái thị trường, đó là thị trường chứng khoán quốc tế. Thì ở đây không biết là Lam Nguyễn em cảm thấy như thế nào khi mà anh nói về cái cổ phiếu của tập đoàn Bách Hóa Xanh. Alo, em nghe anh nói không? Alo Lâm Nguyễn, em có nghe anh nói không vậy? Đó, bây giờ mình ảo nút trong cái nút mềm của những người nút trong to quá. Nổi luôn. Nổi trong. Có anh nào đang mở mic thì có thể mình tắt mic được không ạ? Đúng chưa? Dạ. Lâm Nguyễn em có nghe anh nói không? Được chưa? Ủa? Được chưa? Tắt được chưa? Rồi. Thì, được chưa? Vâng. Ok. Có hỏi
hỏi em là em thấy anh nói về cổ phiếu của Bách Hóa Xanh trong thời điểm hiện tại bây giờ, thì em biết là em cảm thấy như thế nào, Lâm Nguyễn? Alo, mọi người có nghe tôi nói được không ạ? Ok, anh rồi. Nghe em nói rồi. Thì nãy giờ bên tôi là bị trục trặc về tín hiệu á, nên là cái đường truyền nó không có được rõ. Thì cũng như trả lời câu hỏi của anh Tùng cũng như là mọi người ở đây á, tôi có trả lời câu hỏi như thế này. Cái tình trạng của Bách Hóa Xanh thì dạo này bản thân tôi cũng sống ở Sài Gòn, thì tôi cũng đọc được rất là nhiều bài báo luôn, những cái thông tin tiêu cực rất là nhiều, đặc biệt là cái tình trạng tăng giá và tính sai lệch khi mà ra hóa đơn cho khách hàng. Cái điều này thì tôi sẽ thấy rất là dễ hiểu khi mà anh chị đầu tư ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì bản thân tôi, bạn bè tôi, họ đầu tư ở chứng khoán Việt Nam khá là nhiều và họ đang dần chuyển hướng sang thị trường chứng khoán quốc tế. Thì bản thân tôi cũng vậy thôi. Tôi là người đi tiên phong cho thị trường chứng khoán quốc tế, thì tới thời điểm hiện tại tôi vẫn giữ nguyên cái quan điểm của mình. Nên là cái lớp học ngày hôm nay tôi nghĩ là tôi với anh Tùng sẽ hỗ trợ cho mọi người khá là nhiều kiến thức cơ bản khi mà mọi người đầu tư vào đây. Rồi, thì tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của mọi người á. Tôi sẽ đi vào cái nội dung chính của cái lớp học ngày hôm nay luôn. Đó là bí quyết chốt lời đỉnh như chuyên gia ha. Thì cái buổi hội thảo ngày hôm nay, lớp học ngày hôm nay nó sẽ kéo dài tầm 60 phút. Và tôi sẽ trao đổi với anh chị một cách khái quát nhất luôn. Nên là nếu mà anh chị nào mà thắc mắc á, thì nãy giờ tôi cũng có thấy là anh chị nhắn vô khung chat rồi. Hoặc là cuối giờ á, mình có cái phần trao đổi, anh chị cứ mở mic lên, mình hỏi liền, mình đặt câu hỏi với tôi luôn. Tôi sẽ trả lời hoặc là anh Tùng sẽ trả lời câu hỏi của mấy anh chị ha. Rồi, tôi qua cái slide kế tiếp. Thì cái slide này nó sẽ gói gọn trong vòng 4 phần. Thứ nhất là tôi sẽ giới thiệu sơ qua về sàn Bostonmate cho anh chị. Thì sàn này là sàn giống như tôi nói, nó là sàn đang hỗ trợ cho quý anh chị nhà đầu tư và hầu hết tất cả những anh chị mà đầu tư hiện tại tại thị trường chứng khoán quốc tế, hầu như 70% đều đầu tư tại Bostonmate ha. Rồi, lớp học ngày hôm nay thì cái phần 2 là phần bí quyết chốt lời đỉnh như chuyên gia, nó sẽ có 4 phần. Mỗi phần thì nó sẽ kéo dài 15 đến 20 phút anh chị nha. Thì phần đầu tôi sẽ giới thiệu cho quý anh chị về sàn chứng khoán, thì tôi cũng nói rồi. Phần 2 nó sẽ có 3 mục nhỏ nữa là khi nào nên chốt lời cổ phiếu. Mục thứ 2 là cách chốt lời trong giao dịch cổ phiếu. Và cuối cùng nó là các quy tắc chốt lời cổ phiếu. Thì cái phần 2 này nó là phần quan trọng nhất của cái lớp học ngày hôm nay luôn. Nên là anh chị mình chú ý luôn vô cái phần 2 này giùm tôi ha. Xong, sau đó là sẽ tới phần thứ 3, phần thương vụ cổ phiếu tháng 7. Thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một vài cái mã cổ phiếu hot trend nha. Tức là nó đang cực kỳ tiềm năng mà mấy anh chị không thể bỏ lỡ được luôn á. Thì tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều anh chị ở đây mình hy vọng tới cái thương vụ này. Thì tôi cũng mong là sau khi nghe được cái phần 2, cái phần bí quyết xong, mấy anh chị qua phần 3, mấy anh chị áp dụng được luôn. Rồi, phần cuối nó là phần hỏi đáp. Thì phần này tôi với anh Tùng giải đáp, tôi có nói lúc nãy rồi. Thì mình đi vào cái giới thiệu sàn Boston trước ha. Thì trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chị biết về sàn Bostonmate. Thì nó được ra đời để mà phục vụ cũng như là một cái tạo ra một cái môi trường tốt ở tại Việt Nam này, để mà giúp cho anh chị và những nhà đầu tư đang thực sự mong muốn được một kết quả lợi nhuận. Thì thị trường này ở Việt Nam mình có khá là nhiều sàn, thì ở đây sàn Bostonmate được đánh giá là một sàn mà chất lượng cũng như là đem về cái sự nhiệt tình hỗ trợ cho nhà đầu tư. Thì khi mà anh chị vào sàn em, vào sàn tôi để mà đầu tư thì sẽ có 4 loại tài khoản để mà chị mình có thể lựa chọn. Đó là thứ nhất, đó là tài khoản standard. Đây là một tài khoản tiêu chuẩn. Và thứ hai là một cái tài khoản cố định, đó là tài khoản. Thì thứ ba là bên tôi có một cái tài khoản, đó là tài khoản SCL, và cuối cùng đó là một tài khoản random dành cho những khách hàng VIP có mức vốn từ
từ 5.000 trở lên. Và mỗi loại tài sản này sẽ có những cái ưu điểm riêng và phù hợp từng khẩu vị của những nhà đầu tư. Nên khi tạo tài khoản thì anh chị liên hệ với những người hỗ trợ tư vấn riêng để mà biết được tài khoản nào sẽ phù hợp với mình. Không biết là em nói anh chị mình có nghe rõ không? Tại vì em thấy như có anh Việt Hải anh nói là tiếng nghe bé và không rõ. Không biết là em nói thì có bị rè và nhỏ lắm không? Ok. Bị dập rồi. Dập anh ơi, bị bể bể. Bể bể hả? Dạ vâng, tại vì do là hiện tại bây giờ khách quan ở Việt Nam mình không biết nó sao nhưng mà đường truyền nó bị hơi yếu nên anh chị thông cảm ha. Tại vì cái điều này em cũng không muốn. Tại vì thật ra do đường truyền thôi. Thì em nói thì anh chị mình vẫn nghe rõ đúng không ạ? Vẫn nghe được những lời em nói đúng không? Được, được. Vâng rồi, ok. Dạ rồi. Hơi rẻ thầy ơi. Dạ thì cái này em không biết được là do đường cắt ở nhà em nó có mình vấn đề gì mà nó như vậy. Thì thôi để sự cố cấp quan đường biển này ơi. Ok. Thì ở đây em cũng biết được cái đó thì có gì anh chị mình thông cảm ha. Thì để đáp ứng được nhu cầu cho nhà đầu tư thì em đã có nó giới thiệu. Thì bên em có những cái lĩnh vực để cho anh chị mình có thể đầu tư, đó là về forex, về cổ phiếu, về hàng hóa và chỉ số. Thì hôm nay thì em sẽ nói về cổ phiếu để mà có thể phù hợp với những nhà đầu tư Việt Nam mình cũng như là những anh chị nào đang tìm hiểu về thị trường này một cách thực sự gọi là hiệu quả. Thì ở đây ha, khi mình đầu tư thì mình sẽ đầu tư trên một cái nền tảng giao dịch. Đấy là cái nền tảng MT5. Và đây là cái nền tảng mà tất cả các nhà đầu tư trên thế giới hiện tại bây giờ đều đang sử dụng để mà đầu tư trong thị trường này. Thì cái nền tảng này sẽ được tạo bởi bên em. Anh chị nào thực sự đang có ý định là mình đầu tư thì hãy liên hệ với người hỗ trợ và người hỗ trợ viên sẽ hỗ trợ cho anh chị về việc tạo một cái tài khoản để mình có dễ giao dịch ở trên cái nền tảng MT5 này. Và cái nền tảng này là cái nền tảng mới nhất hiện tại bây giờ và nó sử dụng rất là nhanh cũng như là cái sự hiệu quả đem về cho nhà đầu tư. Và tiếp theo á thì em sẽ nhường lại cái phần gọi là quyết chốt đại đỉnh cho chuyên gia cho Lâm Nguyễn để mà có thể diễn giải cho anh chị biết. Rồi, thì tôi xin phép được bắt đầu cái nội dung chính của lớp học hôm nay là bí quyết chốt lời đỉnh như chuyên gia. Thì như tôi có nốt rồi thì cái mục này nó sẽ có 3 nội dung chính anh chị ha. Mục thứ nhất thì tôi sẽ đi vào luôn, đó là khi nào nên chốt lời cổ phiếu. Thì ở đây tôi thấy là có một vài anh chị mình có nhắn tin á, mình có nói với tôi luôn là đã và đang tìm hiểu ở một số thị trường. Và sẽ có rất là nhiều bạn hỗ trợ gửi cho anh chị những thương vụ cổ phiếu. Thì anh chị khi mà lựa chọn những thương vụ cổ phiếu đó, thì tôi nghĩ là nó cũng đã là một cái quá trình rồi. Mình mua được những cái cổ phiếu tốt nó đã là một cái quãng đường rồi. Mà mình còn phải quyết định là khi nào mà anh chị nên đầu tư, khi nào mà nên bán những cái mã cổ phiếu đó ra nữa, nó là một cái quá trình nữa. Nó là một cái chặng đường rất là quan trọng nữa. Vậy thì tôi không biết là ở đây có mấy anh chị mà mình đặt cho mình một cái mục tiêu để mà mình chốt lời hay không? Các ai đặt cho mình một mục tiêu để mình chốt lời hay không? Mấy anh chị cứ comment ở đây, tôi đọc rất là rõ luôn. Tại vì á, khi mà mình đầu tư thì cái mục đích cơ bản nhất tất nhiên nó là lợi nhuận rồi. Nhưng mà tôi thấy là đa số những anh chị mà mình mới tham gia vào thị trường á, mình chỉ quan trọng cái vấn đề, mình đặt nặng cái vấn đề là mình chọn cái cổ phiếu nào thôi. Chứ mình không có đặt nặng cái vấn đề là mình bán cái cổ phiếu đó làm sao, mình chốt lời làm sao để mình tối ưu hóa được cái lợi nhuận của cái cổ phiếu đó. Thì tôi thực sự là thấy rất là ít luôn. Nên là cái lớp học ngày hôm nay, cái nội dung này, tôi sẽ cho anh chị thấy là mình nên hiện thực hóa cái lợi nhuận khi đặt kỳ vọng của cái việc mà anh chị giao dịch cổ phiếu ha.
Thì tôi có thấy á, là một anh chị, một số anh chị chia sẻ như thế này. Khi mà anh chị mua cái cổ phiếu á, thì cái cổ phiếu đó nó tăng lên, anh chị thấy lời rồi. Mình đầu tư và mình thấy nó sinh lời rồi. Thì họ thấy là nó đạt được cái mức lợi nhuận của anh chị là bao nhiêu phần trăm đấy. Anh chị nghĩ là anh chị nên chốt, đúng không ạ? Tại vì thấy nó lời rồi thì mình chốt thôi. Nhưng mà sau khi mà mình bán nó ra rồi á, mình thấy là ủa sao nó, tại sao nó vẫn tăng? Biết vậy thì mình giữ nó rồi, mình không có chốt nó nữa. Tại vì nếu mà mình giữ nó thì cái mức lợi nhuận của mình nó sẽ tăng lên rất là nhiều luôn. Đúng không ạ? Có ai cảm thấy tiếc nuối như vậy không ạ? Có ai cảm thấy là mình đang bán ra cái là nó tăng lên, như vậy là mình không có theo kịp thị trường. Thì ở đây tôi sẽ giải thích cho anh chị hiểu rõ được ở đâu là cái đỉnh của cổ phiếu, ở đâu là cái điểm mà anh chị nên chốt lời. Tại vì nếu mà tôi á, nếu mà là bản thân tôi đi đầu tư thì tôi cũng sẽ có một cái lòng tham thôi. Mà tôi nghĩ là cái lòng tham này thì anh chị nào cũng có hết, chứ không phải là anh chị không có cái lòng tham. Nên là thực tế là thị trường nó không có đi theo những cái gì mà anh chị nghĩ là nó sẽ đi theo đâu. Ví dụ như mình vô mình mua thì anh chị nghĩ là được rồi, cái mã cổ phiếu này tăng, tôi mua ở giá như thế này nó sẽ tăng lên gấp đôi cho anh chị, nhưng mà nhiều khi không, có khi nó giảm xuống. Thì không biết là mấy anh chị có biết là nhà đầu tư huyền thoại là William O'Neill không ta? Thì ông này ông từng có một câu rất là nổi tiếng là bạn sẽ không bao giờ bán ra được cái đỉnh của cổ phiếu hết á. Nên là đừng có tự giày vò mình nếu như mà cái cổ phiếu đó tiếp tục lên cao hơn nữa. Cái này nó là một cái bằng chứng cho một cái lòng tham á, mà nên mình biết hài lòng. Mình nên biết hài lòng với thời điểm hiện tại ha. Khi mà mình đầu tư và mình có lời rồi, mình chốt lời được rồi, thì mình nên tìm hiểu, mình nên chốt lời ở những cái mã cổ phiếu khác. Biết đâu cái thị trường nó sẽ làm cho mình cải thiện thêm thu nhập, cải thiện hơn cái phần lợi nhuận. Cái mục thứ hai á, thì tôi có nói với anh chị là trong đầu tư cái quan trọng nó là cái tính kỷ luật. Tôi không biết là ở đây có anh chị nào mình đầu tư mà mình đặt ra một cái tính kỷ luật cho bản thân không. Nó giống như là một cái sơ đồ dành cho một ngày vậy á. Sáng ăn, trưa ăn, tối ăn, thì một ngày uống nước bao nhiêu lần, một ngày uống 2 lít nước. Thì cái việc đầu tư này nó cũng y chang vậy á. Anh chị phải có một cái target, gọi là một cái mục tiêu dành cho cá nhân. Thì với những cái nhà đầu tư mà người ta thích ngắn hạn á, tức là lướt sóng theo dòng tiền á, thì người ta sẽ mong muốn cái mức lợi nhuận tối thiểu của họ là 2 cho đến 3% mỗi tháng. Cái này là con số tối thiểu nha. Tôi đang nói là con số nhỏ nhất đó. Chứ còn nếu như mà anh chị thử đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế đi, với những cái mã cổ phiếu rất là tiềm năng giống như hiện tại, Tesla nè, hãng xe điện nổi tiếng nhất thế giới nè, Apple nè, Amazon nè, thì anh chị đầu tư vào những cái mã cổ phiếu đó, anh chị sẽ thấy là cái con số lợi nhuận mỗi năm mà anh chị đạt được, mỗi tháng mà anh chị đạt được đó, nó có thể là gấp đôi vốn nha. Đó, nên là cái này là tôi sẽ chia sẻ rất là thẳng, rất là thật cho anh chị hiểu. Nhà đầu tư thông minh á, người ta sẽ làm chủ mình trong cuộc chơi. Và cái sự tỉnh táo nè, không tham lam nè, nó sẽ quyết định cái cuộc chơi đó. Thì tôi nghĩ là mấy anh chị ở đây là mình nên bắt đầu thử tìm hiểu cuộc chơi này xem như nó như thế nào. Rồi, thì cái mục thứ hai trong cái việc là khi nào chốt lời cổ phiếu thì tôi có để là mua vì lý do gì thì bán ra vì lý do đó. Đúng không ạ? Thật sự thì cái câu này á, tôi mong là quý anh chị hiểu theo đúng nghĩa đen ha. Tức là khi mà anh chị mình đầu tư á, mình bán ra được cái cổ phiếu đó theo đúng cái kỳ vọng rồi á, thì anh chị cũng phải có đặt cắt lỗ nữa nha. Tức là khi mà mình TP thì mình phải có cắt lỗ. Thì nếu mà anh chị chưa hiểu rõ cái phần này á, thì lát nữa tôi sẽ áp dụng trên MT5 cho anh chị hiểu. Tức là lúc nãy anh Tùng có giới thiệu nó là một cái nền tảng giao dịch của tất cả các sàn chứng khoán á. Thì khi mà quý anh chị giao dịch vào cổ phiếu, mình sẽ có cái phần là take profit với lại là stop loss. Thì hai cái lệnh này nó cho phép quý anh chị mình chốt lời tại cái điểm mình mong muốn, cũng như là cắt lỗ tại cái điểm mình mong muốn. Đúng không ạ? Tại vì thị trường chứng khoán nó rất là khắc nghiệt. Nó luôn luôn biến động, nó luôn chạy, thị trường luôn chạy nha.
mình có thể ngừng nghỉ chứ thị trường nó không bao giờ ngừng nghỉ hết. Nên là nó sẽ khác hẳn với những cái gì mà anh chị nghĩ về cái thị trường hoặc là những cái mã cổ phiếu mà anh chị đầu tư. Thì cái nguyên tắc của bản thân tôi như thế này, khi mà tôi mua một cái mã cổ phiếu á, tôi sẽ đặt luôn cái kỳ vọng luôn là mình chốt lời ở mức 20%. Và tôi cũng sẽ đặt luôn cái phần chốt lỗ là 10%. Tức là tôi chấp nhận khi mà cái mã cổ phiếu đó nó về lại cái phần 10% đó, tôi đồng ý lỗ. Chứ tôi sẽ không có quá gọi là tham lam để rồi khi mà thị trường nó đi xuống, nó đi xuống đáy quá nhiều rồi nó bật lên lại á, có thể là mình giữ lệnh đó anh chị sẽ lời đó. Nhưng mà như vậy là quá mạo hiểm với cái tài khoản rồi. Thì cái này là về phần kỷ luật ha. Và đây cũng là một cái kinh nghiệm rất là xương máu của tôi. Không biết là mấy anh chị có muốn nghe một cái câu chuyện khi mà tôi đã đầu tư Tesla cách đây vào năm ngoái đi, năm 2020. Thì tôi đã mua cái cổ phiếu Tesla này từ cái vùng giá là $620 á, năm ngoái nha. Tôi không biết là mấy anh chị ở đây có anh chị nào mình theo dõi Tesla không ta? Mình theo dõi về Elon Musk ấy. Tôi vẫn nghe thấy cái tiếng rè rè á. Nếu mà anh chị mình muốn lên tiếng thì có thể là lên tiếng đợt này dùm cũng được luôn. Tại vì cái cổ phiếu Tesla này là cái đỉnh của năm 2020 á, khi mà tôi đầu tư á, là nó rơi vào cái vùng là gần $900 một cổ phiếu. Tôi mua nó ở cái vùng là $620 đó. Thì lúc đó là tôi chỉ kỳ vọng là chừng nào mà nó lên được tới $750 là tôi cắt lời rồi. Tôi đóng, tôi bán ra là tôi lời được được hơn $100 là lúc đó là tôi quá lời rồi đó. Nhưng mà sau khi á, mà báo cáo tài chính nó ra á, tôi không có chốt lời. Tại vì tôi nghĩ là cái mã này nó còn tăng nữa. Nó còn tăng lên nữa. Thành ra là tôi giữ lệnh. Và mọi người có biết là cái chuyện gì nó xảy ra không? Mọi người có biết chuyện gì xảy ra không? Sau đấy, cái mã cổ phiếu này nó giảm. Và nó giảm tận về cái vùng là $420. Nó giảm về cái vùng là $420. Thì lúc đấy là không những là tôi không có được cái phần tiền lời mà tôi đã từng có, mà tôi còn mất luôn một phần vốn của mình nữa. Cái này để tôi chiếu lại cái phần slide toàn màn hình cho anh chị thấy rõ ha. Đó. Thì khi mà Tesla nó rớt xuống cái vùng mà $420 á, thật sự lúc đó là tôi rất là đau. Tại vì một cái khoản tiền, thường thường cái tiền mà tôi đi đầu tư nó chỉ là khoản tiền mà mình tích lũy. Tích lũy nó là tiền tiết kiệm. Thì tôi nghĩ là mấy anh chị đây thì bản thân anh chị nào cũng vậy thôi. Mình sẽ có một phần tiền mình đi đầu tư. Chuyên gia bấm qua biểu đồ Tesla giải thích rõ được không? Chứ chưa nghe vậy vẫn chưa hình dung được. Ok chị Linh Phạm, thì tôi sẽ mở qua cái biểu đồ Tesla này cho mọi người cùng tham khảo, cũng như chị tham khảo ha. Đây. Rồi, mọi người có thể để ý ở đây. Đúng chưa ạ? Cái này là giai đoạn năm 2020, đúng chưa ạ? Đây là cái giai đoạn trước khi mà cổ phiếu Tesla nó phân tách. Thì như mấy anh chị cũng thấy là tôi đã lao theo Tesla lúc thị trường nó như thế này đây. Ở cái vùng giá rất là thấp đúng không ạ? Nhưng mà trước đó nữa. Tôi thấy là chị Farmway, em cũng từng lỗ Tesla đó cô. Dạ rồi, thì cái mã này khá là nhiều nhà đầu tư đã từng đâm theo và tôi nghĩ là thất bại khá là nhiều. Tôi nghĩ là tôi cũng là người thất bại ở Tesla đó. Tại vì hiện tại là Tesla nó đang tăng trưởng khá là tốt. Như mấy anh chị đã thấy là cái giá hiện tại của Tesla nó đang nằm ở vùng là $650 đúng không ạ?
Nhưng mà trước đó cái vùng đỉnh của Tesla nó tới tận là gần 900 đô một cổ vào năm 2021. Và đây là một cái bài học rất là quý giá đối với tôi luôn. Tại vì sao? Tại vì tôi không có tuân thủ đúng theo cái nguyên tắc hoặc là không đúng theo cái kỷ cương của bản thân. Tại vì mình quá tham lam nên là mình lại nhận lại một cái khoản lỗ thích đáng với cái việc đó. Và đó là cái việc mà tôi phải trả giá. Nó là một cái bài học. Thì ở đây tôi không muốn là mấy anh chị mình vấp phải một cái gọi là mình vấp phải một cái thất bại giống như tôi. Nên là khi mà tôi chia sẻ với mấy anh chị, tôi cũng hy vọng là mình sẽ rút kinh nghiệm được từ cái bài học này. Mấy anh chị nào mình tắt mic á, mình vui lòng mình mở mic á, mình tắt mic giùm tôi nha. Thì thực sự là tôi vẫn nghe được những cái tạp âm á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến những anh chị khác. Rồi, tôi sẽ qua phần thứ hai luôn ha. Thì phần thứ hai nó là cái nội dung của cách chốt lời trong giao dịch cổ phiếu. Tôi nói đến cách chốt lời thì có vẻ là nhiều người sẽ nghĩ là một chốt lời thì mình vô mình bấm lời thôi, có gì đâu mà hướng dẫn đúng không? Nhưng mà cái cách chốt lời thì nó rất là quan trọng. Tại vì sao? Tại vì không phải là ai cũng có một cái quy tắc chốt lời đâu. Nhiều người vô mua cổ phiếu mà thấy nó mới nó tăng lên một hai giá cái chốt. Tôi nói điển hình như tôi nói ví dụ như anh chị vô mua cổ phiếu của Vinamilk đi, nó mới có 150.000 một cổ anh chị vô chốt, hoặc là anh chị vô mua cái cổ phiếu của Apple đi, nó mới có 100 đô thôi, trong khi là cái đỉnh của nó có thể lên tới 150 đô, nó còn 50 giá nữa thì anh chị vô chốt. Thì như vậy mình không có được tối ưu hóa lợi nhuận thôi ha. Thì tôi sẽ cái mục này nó sẽ có hai phần. Thứ nhất là phần chốt lời cổ phiếu khi mà cái cổ phiếu đó nó đang tăng rất là mạnh. Thì cái cách chốt lời này tôi nghĩ là rất là nhiều người biết. Tại vì đó là giống như là một cái bản năng, khi mà mình thấy thị trường mình nó xanh á, nó phục hồi rồi thì mình vào mình chốt lệnh thôi. Thì cụ thể á như thế này, tức là sau chuỗi ngày tăng điểm rất là tốt, cái cổ phiếu đó nó tăng lên tới một cái mức mà anh chị kỳ vọng rồi á, thì trong phiên dịch đó anh chị cứ bán ra để kiếm lời. Kiếm lời hoặc mình có thể chốt một vài lệnh hoặc là mình chốt hết toàn bộ luôn cũng được luôn. Đây, tôi có chiếu cái slide này, anh chị có thể theo tham khảo ha. Còn cách thứ hai á, anh chị có thể chốt lời khi cổ phiếu bắt đầu quay đầu giảm giá. Thì ở đây tôi sẽ có một số cái lời khuyên cho mấy anh chị. Mình có thể nhìn ở một cái mục tiêu đề, bốn cái mục này tôi có thể liệt kê ra đó. Thứ nhất là các cái phiên chốt lời nó thường có cái giá đóng cửa thấp nhất trong phiên với cái thanh khoản cao nhất mức trung bình trước đó. Cái này thì tôi sẽ thoát ra, tôi sẽ đăng nhập vào MT5, sẽ hướng dẫn cho mấy anh chị thấy được ha. Đây. Hiện tại thì phiên Âu nó đang mở cửa đó, anh chị có thể nhìn thấy cái mã cổ phiếu của Volkswagen này nó đang giao dịch đúng không ạ? Đây. Chị ơi, không không thấy được cái xe của chị đó chị. Mọi người không thấy được cái xe đúng không ạ? Rồi, hiện tại thì cái trang MT5 này có anh chị nào không thấy không ạ? À? Tại vì tôi đã share rồi á. Thì anh chị có thể giao dịch cái mã này. Anh chị có thấy là cái vùng giá hiện tại của cái mã cổ phiếu Volkswagen ngày hôm nay nó chưa cổ tức không ạ? À? Nếu mà anh chị đang theo dõi anh chị sẽ biết.
và tôi sẽ thực hiện một cái lệnh giao dịch mua cái cổ phiếu này tại cái vùng giá là 210. Cái vùng giá rất là đẹp. Đây, mà anh chị có thấy cái chữ volume này không ạ? Tôi thực hiện cái lệnh mua 100 cổ ha. Sau đó mình nhấn vào cái nút buy buy market. Rồi, ok. Rồi, anh chị có thấy không ạ? Sau khi mà tôi thực hiện cái lệnh mua cổ phiếu này á, nó có thể nó hiện ra ở trong cái khung này, cái khung giao dịch như thế này, là tôi vừa mua cổ phiếu 100 cổ ở cái vùng giá là 210 đô. Nhưng mà so với cái mức giá hiện tại á, là 209, tại thị trường nó vẫn đang giao dịch, nó vẫn đang chạy ấy. Nên là mình vẫn đang bị âm trạng thái là 46 đô. Nhưng mà cái này nó là một cái nguyên tắc khi mà anh chị giao dịch nha. Khi mà mình vô mình giao dịch mà mình thấy nó đỏ như thế này thì nó không có vấn đề gì hết. Tại vì thị trường nó đang chạy. Và cái mục đích mà mình nắm giữ nó là tại vì cổ phiếu này nó đang nằm ở mức rất là rẻ rồi. Mà anh chị có thấy cái biểu đồ này không ạ? Cái biểu đồ giao dịch này không ạ? Cái này là tôi mở biểu đồ H1 cho mấy anh chị thấy ha. Thì cái mức mà mấy anh chị có thể đặt chốt lời của cái mã cổ phiếu này á, nó có thể dao động ở cái mức là 250 đô khi mà anh chị mở sang biểu đồ ngày. Đây, tôi có thể cho mấy anh chị thấy. Đó là cái cách khi mà anh chị giao dịch cổ phiếu. Được chưa ạ? Cái tài khoản này là cái tài khoản với cái mức vốn cơ bản thôi. Tầm 2.000 đô khi mà anh chị vào đầu tư tài sàn. Nó sẽ có một cái tài khoản tiêu chuẩn như thế này để anh chị giao dịch. Và với 100 cái cổ phiếu Volkswagen này á, thì tôi kỳ vọng là tôi sẽ nhân đôi được cái tài khoản của mình khi mà giao dịch tại sàn. Đó. Tôi hy vọng là sau cái buổi học ngày hôm nay, nếu mà anh chị nào mà mình đang lăn tăn hoặc là đang phân vân không biết làm cách nào để giao dịch, không biết làm cách nào để lựa chọn cổ phiếu, cũng không biết cách nào để chốt lời á, mấy anh chị cứ mạnh dạn lên đi. Tại bây giờ mà đang ở nhà, đang dịch bệnh, mấy anh chị không có phải đi ra ngoài kia, thì mình ở nhà mình tìm hiểu những cái mã cổ phiếu nè, cách chốt lời nè, biết đâu mình có thêm thu nhập, đúng không ạ? Rồi, thì tôi sẽ bắt đầu bằng cái số thứ hai ha. Tức là giá đóng cửa có thể phá vỡ cái xu hướng tăng trưởng trước đó hoặc giảm xuống dưới vùng hỗ trợ. Thì cái này nó là một cái vấn đề chuyên môn á. Tôi nghĩ là sau khi mấy anh chị kích hoạt vốn rồi á, những cái bạn mà chuyên gia hỗ trợ đằng sau đó, những cái bạn mà hỗ trợ kỹ thuật tài khoản của mình á, thì những cái bạn đó sẽ hỗ trợ đặc biệt cho tài khoản anh chị, hỗ trợ một một luôn. Đó. Rồi phần thứ ba, nhà đầu tư cũng có thể cân nhắc đóng một phần hoặc toàn bộ danh mục đầu tư của mình. Tức là như thế nào? Khi mà mình đầu tư á, tôi nghĩ là anh chị có thể đầu tư xen kẽ ha. Mình vừa đầu tư cổ phiếu mã cổ phiếu này, vừa đầu tư mã cổ phiếu kia. Nếu như mà cái mã cổ phiếu này nó đạt được cái mức lợi nhuận tối đa rồi á, thì mình đóng nó lại và mình đợi cái mã cổ phiếu kia nó phục hồi, nó tăng lên về cái vùng giá mà mình mong đợi, thì mình sẽ bán ra, lúc đó là mình có lời. Thì tôi có thể chia sẻ cho anh chị một cái mã cổ phiếu mà nó khá là nổi tiếng. Tôi nghĩ là bản thân anh chị mình cũng đang xài cái sản phẩm của công ty đó. Đó là mã cổ phiếu Apple. Thì bản thân anh chị nào mà mình đang sử dụng iPhone nè, iPad nè, mình khá là quen với những cái ứng dụng rồi đúng không ạ? Thì Apple nó có một cái năm 2020 cho tới thời điểm hiện tại á, thì nó đang sideways rồi. Nhưng mà cái năm 2020 nó là một cái cổ phiếu mà có một quá trình tăng giá khá là vượt bậc luôn, cực kỳ ổn định. Tôi không có nói đâu xa hết đó. Khi mà anh chị vào và anh chị mua một cái sản phẩm như là iPhone 12 đi, mấy chục triệu, một cái khoản tiền mà tôi nghĩ là phải là vài ba tháng lương của một cái người nhân viên bình thường, nhân viên văn phòng bình thường, nhưng mà mình vẫn sẵn sàng bỏ một cái số tiền rất là lớn để mua một cái iPhone 12. Thì khi mà anh chị sở hữu nó rồi, anh chị thấy rất là hài lòng đúng không?
thì cái mã cổ phiếu này nó cũng đắt giá giống như vậy á, mặc dù cái giá trị cổ phiếu thì rất là rẻ nha. Thì năm 2020 á, tôi có thể cho anh chị xem cái biểu đồ này trên Investing của Apple. Năm 2020 thì Apple nó chỉ nằm ở cái đoạn là 75 đô một cổ phiếu thôi. Đây. Tôi đang nói đoạn trước khi chia tách nha. Rồi, đây. Tôi mở biểu đồ tuần cho anh chị thấy được rõ luôn cái cục nến của nó luôn. Là năm 2020 đúng chưa ạ? Mình có thể thấy không ạ? Cái mũi tên tôi đang chỉ nè. Tháng 5, ngày 4 tháng 5 năm 2020 đúng chưa? Nó chỉ dao động ở tầm 40 đến 45 đô một cổ phiếu thôi. Đúng chưa ạ? Thì khi mà mấy anh chị vào mua cổ phiếu ở cái vùng giá như thế này á, cái vùng giá này là cái vùng giá trước khi chia tách của Apple. Tại vì Apple nó từng có một cái thời điểm chia tách tỷ lệ là 1:4 á. Nên là cái vùng giá này nó khá là đẹp, nó khá là rẻ. Và tôi thấy là nhiều người người ta đầu tư vào Apple thời điểm đó rất là nhiều luôn. Bản thân tôi cũng vậy nè. Và trong suốt một cái thời gian mà Apple nó tăng giá như vậy á, nó đã tăng lên đến gấp đôi cái giá trị của nó hiện tại bây giờ. Tức là từ cái vùng 70-75 nó lên tới cái vùng 140-150 đô cho tới thời điểm hiện tại bây giờ. Bây giờ thì nó tăng lên tới đoạn là như thế này rồi, đoạn 146 đô một cổ rồi. Đây, 146 đô một cổ rồi. Nên là cái đà sắp tới á, khi mà anh chị để cái mã cổ phiếu này và những cái bạn mà hỗ trợ tư vấn cho mình về cổ phiếu Apple á, mấy anh chị sẽ tư vấn luôn cho quý anh chị về cái việc tăng giá và cái việc báo cáo tài chính của Apple sắp tới. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những cái mã cổ phiếu rất là tiềm năng, tại vì cái năm 2020 khi mà thị trường Việt Nam khủng hoảng. Thị trường Việt Nam khủng hoảng tại vì dịch Covid á, cái dịch virus Vũ Hán á, như mọi người đang thấy là mình đang bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Thì cái mã cổ phiếu này nó vẫn cứ tăng vượt bậc, nó tăng mà tăng duy trì rất là ổn định và thậm chí là rất là dã man luôn. Cho tới thời điểm bây giờ thì tôi nghĩ là cái mã này nó vẫn rất là tiềm năng á. Cho những anh chị mà mình bắt đầu từ số vốn thấp, mình có thể mua một cái số lượng vừa phải để mình giữ, mình tích trữ cũng được. Rồi, tôi sẽ quay lại cái phần slide. Tôi sẽ cho mấy anh chị thấy được cái phần 3, đó là cái quy tắc chốt lời cổ phiếu. Tại vì cái quy tắc này á, nó khá là phổ biến và nó cũng áp dụng luôn những cái nguyên tắc cũng như là cái lòng tham khi mà anh chị đầu tư vào thị trường mình không biết chốt lời. Hồi nãy tôi có thấy là một anh comment vô trong cái comment này là anh bảo là rất là sợ chốt non đúng không? Chốt non cổ phiếu hoặc là không biết lúc nào nên chốt. Thì cái quy tắc này nó sẽ hỗ trợ luôn cho anh chị nè. Đây, tôi sẽ hiện cái slide này lên. Rồi. Đây ạ, mấy anh chị có thấy rõ được không ạ? Tức là trong slide này tôi sẽ có một cái lời giải thích gói gọn trong hai cái từ lịch sử.
Tức là tại sao mà tôi chỉ gói gọn trong từ 20 đến 25% mà nó không phải là cái con số 40, 45 hay 50%? Thì ở đây tôi cũng có để rất là chi tiết luôn. Tức là các cái mã cổ phiếu tăng trưởng mà nó có xu hướng tăng mà từ 20 cho đến 25% sau khi mà nó vượt được cái vùng này rồi á, thì nó sẽ có được một cái định giá thích hợp. Tiêu biểu như cái mã Apple tôi vừa nói đó, nó tăng từ năm 2020 cho tới năm 2021, nó tăng, nó duy trì đều đặn cho tới cái mức, từ cái mức là 70 đô cho tới cái mức là 100, gần 150 đô. Thì những cái mã cổ phiếu đó gọi là những cái mã có một nền giá thích hợp. Trong một số trường hợp á, cái quá trình tăng giá của chúng tiếp tục từ những nền giá mới, tức là khi mà anh chị thấy là nó tăng lên rồi á, mình cứ nghĩ là nó sẽ không tăng nữa, nó sẽ đứng lại, nhưng mà không, nó sẽ có tiếp tục những cái tin tức. Ví dụ như sắp tới nè, Apple nó có báo cáo tài chính nè, sau báo cáo tài chính là nó sẽ có những cái đợt công bố những cái sản phẩm mới, ví dụ như là iPhone 13 chẳng hạn, MacBook chẳng hạn. Đó là những cái đợt tin tức rất là tốt, nó sẽ ảnh hưởng tích cực tới cái công ty và nó sẽ làm cho giá cổ phiếu đó thay đổi liên hồi. Nên là anh chị sẽ không thể nào mà mình đoán được cái tại thời điểm này nó có phải là cái đỉnh hay không để mà anh chị chốt cái lệnh đi. Mình chỉ chốt lệnh khi mà mình thấy là cái nguyên tắc này nó được 20 đến 25% mà anh chị cảm thấy là ổn rồi. Thì cái lý do thứ hai tôi có thể đề cập tới đó là cái quy tắc 72. Thì cái nguyên tắc này á, tôi nghĩ là để mà giản lược một tí xíu á, tôi sẽ giản lược lại những anh chị nào mà mình khó hiểu cái nguyên tắc này, mình có thể tìm hiểu thêm hoặc là inbox cho tôi. Tại vì cái thời gian lớp học ngày hôm nay nó chỉ có 60 phút thôi, tôi không có đủ quá nhiều thời gian. Nhưng mà tôi sẽ nói sơ qua một tí, tôi chỉ có thể nói sơ qua một tí về cái quy tắc 20-25 thôi. Cái quy tắc 72 này mình giữ lại, anh chị nào quan tâm inbox cho Lam Nguyễn, tôi có để số điện thoại ở đây. Tôi sẽ qua luôn cái phần quy tắc 8 tuần. Thì cái quy tắc này tôi sẽ chuyển lại cái mic này cho anh diễn giả Đức Tùng, thì anh sẽ nói rõ hơn cho mọi người về cái quy tắc nắm giữ 8 tuần, quy tắc chốt lãi đó, để anh chị biết được. Tại vì cái quy tắc này nó trái ngược hoàn toàn với cái quy tắc 20-25% tôi vừa giới thiệu cho anh chị. Thì tôi nghĩ là mình là một nhà đầu tư mới, mình khi mà mình giao dịch cổ phiếu thì mình nên có nhiều cách, cũng như là mình linh hoạt được nhiều cách chốt lời. Nên là tôi sẽ gửi mic lại cho anh Tùng anh ha. Ok mọi người, thì không biết là em nói thì mọi người đã nghe rõ chưa ạ? Tại vì hồi nãy do đường truyền nó hơi yếu nên em ra làm cho mọi người nghe có rất là có chỗ hơi bị chập, thì không biết là hiện tại giờ em nói thì mọi người nghe rõ được không? Thì anh thì lại có một câu hỏi mà đặt lại cho em á, thì tại sao mình phải chốt lãi từ 20-25 mà tại sao mình không chốt là tầm 30-35 em? Thì anh cũng như là những anh chị đang thắc mắc, cũng là đang tìm hiểu về cái vấn đề là tại sao mình lại chốt lãi mà một cái vùng giá mà nó thật sự là nó không được giống như là những gì mà những người họ mong muốn trong cái thị trường chứng khoán quốc tế này đem về. Cái này thì có một lọc một câu hỏi khá là hay đúng không? Tại vì đơn giản lắm anh, khi mà anh đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế á, thì em cũng biết luôn nó là 40-50%, nó là cái việc rất là dễ xảy ra cho khách hàng. Nhưng mà khi mà anh chị đầu tư vào cổ phiếu và anh chị có một cái nguyên tắc gọi là một cái kỷ luật, giống như tôi đã từng nói ở trước á, tôi đã từng thất bại khi mà tôi giao dịch Tesla. Khi mà nó tăng lên cái vùng tôi chỉ kỳ vọng là nó chỉ cần lên đến 750 thôi, tôi chốt lời là được rồi. Nhưng mà không, tôi không chịu chốt cho đến khi mà nó tăng rồi sau đó nó lại giảm xuống cái vùng là 420 đúng không ạ? Tôi bị lỗ. Thì lúc đó cái bài học mà tôi rút ra được là tôi chỉ nên hài lòng ở cái mức là 20-25% thôi. Và cũng như một cái câu nói rất là hay của cái ông William O'Neill á, ông có nói như thế này, tức là bạn chỉ nên ra khỏi thang máy khi mà cái thang máy nó đang trên đà đi lên, chứ bạn đừng có đi ra khỏi thang máy khi mà thang máy nó đang đà đi xuống. Nên tôi nghĩ là nếu mà anh chị nào mà anh chị mình đang tìm hiểu, mình đang đầu tư á, mình nên là cái người làm chủ cuộc chơi. Nên tôi sẽ hài lòng với cái con số 20-25% là được rồi. Tại vì khi mà mình mong muốn cái lợi nhuận nó cao hơn á, thì anh chị đồng nghĩa với cái việc là cái rủi ro của anh chị nó sẽ cao hơn. Chứ không phải là nó anh chị nhận được cái
cái lợi ích nó cao hơn mà anh chị không có rủi ro. Đúng không ạ? Nên là đây là một cái quan điểm cá nhân cũng như là một cái kinh nghiệm mà tôi chia sẻ cho anh chị. Đó, thì tôi không biết là cái quy tắc 8 tuần của anh Tùng á, cái lợi nhuận nó có cao hơn hay không. Thì tôi cũng mong là được cùng mọi người nghe anh chia sẻ. Ok em. Thì em sẽ nói về mình cái quy tắc giữ cổ phiếu 8 tuần. Thì ở đây là có nghĩa nó sẽ không theo một cái ngoại lệ mà tuân theo một cái mức từ 20 đến 25% như là em Lâm Nguyễn mình đã nói ha. Thì đây có nghĩa là khi mà mình đánh giá về cái cổ phiếu mà hiện tại bây giờ mình đang mua, có thể là mình có thể nắm giữ nó trong một thời gian dài hạn, để mà từ cái vấn đề là từ 20% đến 25% mình có thể chốt lời, mà mình có thể giữ trong vòng tầm khoảng 8 tuần thì giá trị cổ phiếu nó sẽ được đi đẩy mạnh lên, để mà cho anh chị có thêm một cái phần lợi nhuận nó tốt hơn. Nhưng quan trọng ở đây là khi mà đầu tư thì mình cần nên đánh giá cái chất lượng cái cổ phiếu này nó thực sự đem về cái mong đợi để mình nắm giữ lâu dài hay không. Thì đây là còn cái vấn đề là những người hỗ trợ tư vấn, họ sẽ đưa ra những cái thông tin chính xác cũng như là đưa ra những cái thông tin để mình có thể đánh giá và mình nắm giữ nó trong một thời gian dài đến như vậy. Thì cái cổ phiếu mà nó có sức mạnh nhảy vọt trên 20% khỏi một cái giá nền thích hợp á, thì nó cần có những yếu tố để mà thúc đẩy cũng như là tác động mạnh mẽ để mà cho nó có thể thực sự đem lại cái việc là mình nắm giữ cổ phiếu nó lâu dài. Thì ở đây khi mà anh chị mình nắm giữ cổ phiếu lâu dài thì mình nên có một cái gọi là đặt ra một cái mức lợi nhuận mà mình có thể mong muốn để mà mình có thể kiếm về một cái lợi nhuận tốt. Thì ở đây em có thể ví dụ về một cái mã cổ phiếu, đó là về mã cổ phiếu Amazon. Nếu như anh chị nào là một gọi là biết về Mỹ á, biết về Mỹ thì người ta sẽ có một cái tập đoàn, đó tập đoàn Amazon, đó là một tập đoàn mua sắm trực tuyến online. Thì đây là một tập đoàn khá là nổi tiếng cũng như là một tập đoàn mạnh và giàu có ở tại nước Mỹ. Thì cái cổ phiếu của tập đoàn này có giá trị hiện tại bây giờ là 3.640 đô trên một cổ phiếu. Đây là một cái giá trị mà khá là cao, và đối với những anh chị nào mà thật sự mà ở Việt Nam mình mà muốn đầu tư vào một mã cổ phiếu này, nó khá là có cái sự gọi là hơi trăn trở và lo ngại là vấn đề là giá trị nó ra khá cao là như vậy. Nhưng mà thật ra mà nói, nếu như anh chị nào có một cái số vốn mà thật sự tương đối để mình có thể đầu tư, thì cái mã cổ phiếu Amazon này nó có thể được xem là một mã cổ phiếu mà mình có thể nắm giữ trong cái trường hợp 8 tuần. Tại vì nó tăng trưởng khá là mạnh và nó được cấp số nhân theo từng năm. Nên hiện tại bây giờ giá trị cổ phiếu của Amazon này có giá trị cao hầu như là trên tất cả những mã cổ phiếu mà đang cạnh tranh với nó. Nhưng mà điều này không làm cho những nhà đầu tư người ta phải không dám mua nó vào. Mà đây còn cái là sự thúc đẩy cho những nhà đầu tư nào có số vốn lớn, họ nắm giữ mã cổ phiếu này và họ có thể nắm giữ lâu dài để mà kiếm lại về lợi nhuận. Thì anh chị có thể xem là cái giá trị cổ phiếu của thằng Amazon thì nó đang là 3.000 hơn. Thì đây là một cái giá trị cổ phiếu mà nếu như mà mình có thể mua vào trong thời điểm hiện tại bây giờ và mình nắm giữ nó trong vòng 8 tuần, thì những gì mà em nói với anh chị ở đây chắc chắn một điều nó sẽ đem về một kết quả lợi nhuận khá là lớn dành cho anh chị mình. Cái này thì anh hỏi, anh nói thì tôi cũng có một cái này thì tôi thấy nó cũng khá là hay đấy. Tại vì nếu như mà là bản thân nhà đầu tư á, khi mà anh có thể đến cái giai đoạn này nè, cái đoạn là từ năm 2019 ha, nó chỉ nằm ở cái vùng là 1.480 đô thôi, cho tới cái lúc mà nên cái năm 2020 á, khi mà nó tăng lên như thế này, nó tăng lên đến 2.000 đô một cổ phiếu. Thì nếu mà là một nhà đầu tư thì chắc là ít có người nào mà họ dám mạnh dạn bỏ 2.000 đô, chi ra 2.000 đô để họ mua một cổ phiếu. Tức là họ cảm thấy là ở cái mức lợi nhuận từ năm 2019 tới năm 2020 là nó đã quá cao rồi. Nhưng mà không, đúng không ạ? Cái thời gian mà anh chị nắm giữ cái cổ phiếu này nó càng lâu, thì khi mà công ty này nó có thể làm việc, nó phát triển là nó tăng trưởng được cái giá trị cổ phiếu, thì cái mức chốt lời của anh chị khi mà mình nắm giữ cổ phiếu lâu á, tầm 8 tuần á, nó có thể nó đẩy lên được tới cái mức là 3.000, 3.600, thậm chí là gần 4.000 rồi. Tại vì chẳng có ai mà họ đi đầu tư mà họ không nghĩ tới cái chuyện là cái cổ phiếu này nó có sinh lời hay không, mà đặc biệt là nó có sinh lời nhiều hay không. Cái mã cổ phiếu này nó yêu cầu là anh chị mình cần tỉnh táo, đúng không ạ?
thì thật sự là cái công ty này nó đang làm những cái điều điên rồ, mà thật sự là nếu mà mình vào mình đầu tư á, tôi nghĩ nó rất là tiềm năng. Nó giống hệt giống như là cái mã cổ phiếu của Tesla, nó đi theo một cái đường đi lên á, nó rất là mạnh mẽ luôn, rất là vượt trội, đúng không anh Tùng? Đúng rồi. Thì những gì mà em nói là hoàn toàn chính xác ha. Và chưa kể nữa, cái giá mọi người đang nhìn ở đây á, là 3.638, đó là cái giá mà chưa mở phiên. Và trong trước ngày hôm nay khi mở cửa thì giá của nó tăng lên 10 giá, và nó tăng lên là 3.640. Và trong đợt dịch như vậy, mọi người đều không muốn ra đường, thì cái tập đoàn này về cái vấn đề là mua sắm trực tuyến, nó lại được tăng thêm doanh thu nhiều hơn so với những khi mà không có dịch, vì lý do là mọi người ở quốc tế họ sẽ ở nhà và họ sẽ mua sắm ở trên trực tuyến này để mà giảm bớt đi cái vấn đề là lây lan dịch bệnh. Thì đây là đồng nghĩa với việc là hiện tại bây giờ cái mã cổ phiếu này nó được sự tác động nhờ vào dịch bệnh đã làm cho thúc đẩy cái giá trị cổ phiếu của nó trong bối cảnh hiện tại bây giờ nó không giảm đi mà nó còn tăng lên theo mỗi phiên giao dịch. Và đây là một cái mã cổ phiếu mà minh chứng cho việc là nắm giữ cổ phiếu trong vòng 8 tuần. Và đây là một mã cổ phiếu mà nếu như, như em có nãy có nói, nếu như anh chị nào cảm thấy mình đầu tư trong thị trường này theo một chiều gọi là dài hạn, thì mình có thể trích ra một số vốn để mà mình có thể đầu tư vào mã cổ phiếu Amazon này để mà mình thu về lợi nhuận. Và đó là cái việc em nói với anh chị mình về cái mã cổ phiếu nắm giữ trong 8 tuần. Và tiếp theo á, thì em sẽ nói về cái phần 3, đó là các mã cổ phiếu tiềm năng trong tháng 7 này. Thì trước tiên em sẽ nói về một mã cổ phiếu mà chắc là khá là gần gũi với anh chị mình nếu như mà anh chị mình có quan tâm về điện thoại, đó là về tập đoàn Apple. Thì Apple là một tập đoàn mà đối với em hình như là chưa có năm nào mà nó làm em cảm thấy thất vọng, vì em là một tín đồ của dòng điện thoại này. Và mỗi năm iPhone mới ra thì đương nhiên một điều là làm cho tất cả mọi người trên thế giới đều đổ xô để mà đổi điện thoại. Và tập đoàn Apple hiện tại là một tập đoàn công nghệ đứng đầu trên thế giới, và chưa có một tập đoàn nào vượt qua nó. Và vốn hóa thị trường của nó hiện tại bây giờ đã là hơn 2.000 tỷ đô. Và thị phần của nó hầu như chiếm toàn bộ trên thế giới này. Thì hiện tại Apple đang có giá cổ phiếu là 146 đô trên một cổ. Và trước khi anh chị nào nếu như chưa biết về cổ phiếu này á, thì mình có thể quan tâm về nó vào cái thời năm ngoái, khi mà giá trị cổ phiếu của Apple này là 515 đô một cổ. Và nó được phân tách cổ phiếu ra, và hiện tại giá trị lúc mà phân tách ra là 125 đô trên một cổ. Lý do tại sao nó phải phân tách, đó là lý do vì Apple nó muốn thống trị về cái thị phần về cổ phiếu. Tại vì sao? Vì nó là một tập đoàn về công nghệ đã đứng đầu rồi, thì đương nhiên một điều nó cũng muốn cho tất cả những nhà đầu tư nào có số vốn lớn. Còn nhỏ, các bạn mà ở khoảng giữa giữa mà không có nổi bật quá, mà cũng không có ấy lắm đó, thì những bạn đó sao em? Thì các bạn còn lại không? Alo, anh chị tắt mic giùm em nha. Anh Tùng, anh có thể tiếp tục được ở cái lớp học này rồi. Alo, anh Tùng có nghe tôi nói rõ không ạ? Alo, em nghe anh nói không? Ok, anh có thể tiếp tục cái lớp học này rồi anh ha. Ok, rồi. Thì em nói về cổ phiếu Apple, thì phân tích lý do tại vì nó muốn thống trị về cái thị phần cổ phiếu để cho tất cả mọi người trên thế giới hiện tại đều có thể sở hữu. Tại vì Apple rất là tham vọng, nó là một tập đoàn mà muốn đứng nhất mà, về công nghệ, về vốn hóa thị trường, nó đều là đứng nhất. Thì đương nhiên một điều về cổ phiếu thì nó cũng muốn tất cả mọi người trên thế giới nắm giữ nó. Thì hiện tại á, sắp tới đây
thì Apple á, nó sẽ báo cáo doanh thu tài chính của nó. Và các nhà dự báo chuyên gia thì dự báo năm nay của Apple sẽ rơi vào 77 tỷ. Nhưng mà chưa có năm nào các nhà chuyên gia dự đoán đúng hết. Và Apple luôn luôn báo cáo doanh thu tài chính vượt trên mức triển vọng của các nhà chuyên gia dự báo. Thì lý do là tại sao? Vì Apple á, khi mà nó cái mức độ mà tiêu thụ sản phẩm của nó là iPhone với lại iPad, thì đó là một cái những lĩnh vực và những cái sản phẩm mà tất cả mọi người hiện tại bây giờ đều sử dụng, và nó trở thành một cái hệ sinh thái của Apple đối với đời sống của mỗi người. Thì cái việc mà hiện tại bây giờ Apple nó tăng lên từ 26,6% lên tới 16,90 tỷ đô. Đây là một cái con số mà thực sự đáng mong đợi của tập đoàn Apple này. Thì trong tháng thì sắp tới đây, ngày 27 tháng 7, Apple sẽ báo cáo doanh thu tài chính, và tháng 8 nó sẽ bắt đầu chia cổ tức cho nhà đầu tư. Và giá trị cổ phiếu của Apple hiện tại bây giờ là 146 đô. Và nếu như anh chị nào đang có đầu tư và có quan tâm và quan sát Apple, thì trong những phiên gần trước Apple rất là thấp, nó chỉ rơi vào tầm khoảng có 118, 120 thôi. Nhưng mà trong những phiên gần đây, sau khi mà được nghe thông báo là về vấn đề là báo cáo doanh thu tài chính, thì Apple đã đẩy một phát lên tới 146. Và nếu như trong thời điểm hiện tại bây giờ các nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu của nó trong lúc này, thì thật sự đây là một cái mã mà tiềm năng tăng trưởng cũng như một cái lợi nhuận mình có thể đem về, đó là lợi nhuận kép. Đó là về cổ tức và sự tăng trưởng của mã cổ phiếu này. Thì cái dòng thì tập đoàn này nó được mạnh mẽ nhờ vào cái việc là iPhone 12 hỗ trợ 5G, và sắp tới đây vào tháng 9 này thì Apple cũng sẽ ra mắt là iPhone 13. Thì anh chị có thể nhìn thấy được rằng là năm ngoái khi mà rơi vào đợt dịch khủng hoảng, Apple dường như là không có một cái dấu hiệu nào về cái vấn đề là ra mắt iPhone 12. Nhưng mà trong đợt dịch như vậy, nhưng mà Apple vẫn thể hiện mình là một tập đoàn công nghệ lớn, vẫn ra mắt sản phẩm mới để mà đáp ứng nhu cầu sử dụng cho tất cả mọi người. Thì năm nay trong đợt dịch như vậy, và biến chứng gọi là có thêm một cái biến chứng là biến chứng Delta, thì Apple nó vẫn chưa thể nào gọi là làm cho nhà đầu tư làm cho những người đang mong chờ háo hức về cái iPhone 13 sẽ được ra mắt. Thì đó là em nói về một cổ phiếu, đó là Apple. Thì ở đây cái việc mà mong chờ của Apple nó sẽ được tăng mạnh lên vì các cửa hàng ở tại quốc tế hiện tại bây giờ đã làm việc trở lại và có kích thích tài chính được người tiêu dùng sử dụng cho Apple vào quý vào năm 2021 được tăng. Thì đó là về vấn đề là cổ phiếu và tập đoàn Apple. Thì tiếp theo em sẽ nói về một mã cổ phiếu cũng là một tập đoàn về công nghệ, đó là về Tesla. Thì Tesla chắc là một tập đoàn mà khá cũng có nhiều anh chị nào nếu như thật sự có quan tâm biết về xe hơi điện của nó nổi tiếng thì chắc sẽ biết, còn những người anh chị nào mà chưa có sự quan tâm thì hãy quan tâm nó trong thời điểm hiện tại bây giờ để mà mình có thể đừng bỏ lỡ qua việc mua cổ phiếu của nó trong thời điểm hiện tại bây giờ với một cái giá rất là thấp để mình có thể kiếm được lợi nhuận. Thì về doanh thu thì theo khảo sát của Fastest thì trong năm nay giá trị của Tesla đã tăng lên gấp 5 lần. Trong đó thành tích tăng trưởng của SP500 và trung bình công nghiệp Dow Jones là 9% và 1%. Thì đương nhiên một điều là sắp tới đây Tesla nó cũng sẽ báo cáo tài chính. Thì điều này cũng sẽ giúp cho anh chị có thêm một cái sự động lực để mình có thể nắm giữ cổ phiếu của nó trong hiện tại bây giờ. Và giá trị cổ phiếu của Tesla hiện tại bây giờ chỉ rơi vào tầm khoảng 640, à 650. Thì đây là một cái giá trị cổ phiếu mà khá là thấp. Tại vì nếu như anh chị có thể coi lại lịch sử của Tesla thì nó rơi lên, nó có thể tăng lên tới là 900 đô trên một cổ. Và đó là được cái sự thúc đẩy giữa cái việc là tập đoàn Tesla này có sở hữu Bitcoin. Thì chắc anh chị nào mà biết về Bitcoin thì cũng biết là Bitcoin luôn luôn được tăng giá trong mọi gọi là tất cả các phiên đều được tăng. Nhưng mà lý do tại sao hiện tại bây giờ Bitcoin lại bị tụt dốc, nhưng mà Tesla này nó vẫn được duy trì một cái mức giá ổn định để mà cho các nhà đầu tư có thể nắm bắt được, để mà mua kiếm lợi nhuận về
Và Tesla là một mã cổ phiếu về công nghệ biến động khá mạnh ha. Một phiên giao dịch nó có thể biến động từ 5, 10, có khi là 50 giá. Và đây là một mã cổ phiếu mà đòi hỏi những nhà đầu tư nào có thực sự mà hiểu cũng như là biết về thị trường thì họ sẽ mua. Còn những anh chị nào mới, nếu như muốn thực sự mình muốn đầu tư theo một cái lợi nhuận mặt cao thì những người hỗ trợ và tư vấn viên họ sẽ đưa đến cho mình những thông tin cũng như là cung cấp hàng ngày để mà mình có thể biết được rằng là mình có mua vào trong thời điểm lúc này hay không. Và tiếp theo á thì em nói về một cái mã cổ phiếu, đó là về cổ phiếu công nghệ sinh học. Thì em sẽ nhường lời lại cho Lam Nguyễn để mà có thể nói về cổ phiếu về công nghệ sinh học. Rồi, ok. Thì cảm ơn anh Tùng về cái phần chia sẻ của anh về cổ phiếu Apple với lại là Tesla ha. Thì hai cái mã này em thấy là mình có vẻ như là mình đánh mạnh vào cái báo cáo doanh thu với lại là cái tiềm năng tăng trưởng giá đúng không anh? Ừ, đúng rồi em. Tại vì hai mã cổ phiếu công nghệ này nó khá là mạnh mẽ ở tại Mỹ. Thì mình nên có những cái cơ sở thông tin để mà mình có thể nắm bắt cùng giá nó tốt, để mà mình có thể mua nó vào trong những cái thời điểm thích hợp. Ok, thì cái cổ phiếu này, cái mã cổ phiếu công nghệ sinh học này em muốn nói với mọi người á, thì nó sẽ liên quan một tí tới những cái cổ phiếu chia cổ tức anh ha. Thì như tôi cũng có chia sẻ là từ đó đến giờ tôi sẽ chơi xen kẽ rất là nhiều mã cổ phiếu, thì trong đó có cái cổ phiếu này. Thì tình hình dịch hiện tại thì không biết là ở đây mấy anh chị mình đã đi tiêm phòng vaccine chưa ta? Tức là vaccine COVID á. Thì tôi thấy phổ biến nhất ở Việt Nam mình hiện tại đang có vaccine của Astra. Đúng không ạ? Thì một vài người quen của tôi và trong đó là có tôi vừa đăng ký được đi đăng ký tiêm phòng. Thì có thể là mình sẽ được, sắp tới sẽ được tiêm phòng á. Thì cái mã cổ phiếu mà được nhận cổ tức sắp tới này nó cũng thuộc về một cái mã vaccine. Tức là nó là mã cổ phiếu của Pfizer. Thì khi mà anh chị đầu tư vào cái mã cổ phiếu này á, tôi nghĩ là nó cũng là một phần để anh chị đầu tư vào sức khỏe thôi. Thì khi mà người ta hỗ trợ cho mình rất là nhiều, rất là nhiều những cái mã cổ phiếu rất là tốt. Thì hiện tại bây giờ là cái vaccine của Pfizer nó được đánh giá là trị được COVID 90%. Nên là hầu như những cái người mà họ đã được tiêm phòng vaccine, mà được tiêm phòng bởi vaccine đặc biệt là của Pfizer này nữa, họ rất là an tâm. Đó, thì khi mà tôi nói đơn giản những cái vấn đề giống như dịch hiện tại anh chị thấy mỗi ngày ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái tỉnh lân cận miền Nam đi, thậm chí là ở những cái vùng như là những cái quận, những cái huyện mà mấy anh chị thấy rất là nhiều người dân đúng không? Họ chỉ ở nhà thôi mà họ vẫn bị nhiễm bệnh. Cái khả năng lây bệnh của virus nó rất là cao, trong không khí thôi là nó đã lây lan rồi. Thậm chí là cái chủng mới của Delta đúng không ạ? Mình không cần tiếp xúc với người bệnh mà mình cũng bị bệnh. Nên là cái vaccine nó rất là quan trọng, nó góp phần rất là nhiều trong cái vai trò mà hỗ trợ cho sức khỏe của anh chị, hỗ trợ cái sức đề kháng cho anh chị. Đó, thì cái vaccine của cái thương vụ, cái công ty này, nó là công ty dược phẩm của Mỹ anh chị ha. Nó là một cái quốc, nó là một cái công ty mà có trụ sở ngay tại thành phố New York luôn, ngay tại New York, Mỹ, rất là nổi tiếng. Và hàng năm á, cái vaccine này, cái công ty này nó mang về một cái doanh thu rất là lớn cho Mỹ. Như anh chị thấy, nội là cái lượng mà cung cấp vaccine từ cái tháng, hôm nay là tháng 7 rồi, từ tháng 4, tháng 5, vaccine này nó ra thị trường cho tới thời điểm hiện tại, công ty này chỉ có doanh thu từ cái việc cung cấp vaccine cho thị trường thôi. Thì mình đang đầu tư vào vaccine này đó anh chị ạ. Thì sắp tới là ngày 29 tháng 7 này, công ty này nó sẽ chia cổ tức cho nhà đầu tư, với cái mức chia cổ tức là 0.39 đô cho một cổ. Ở đây thì tôi sẽ tìm cái mã cổ phiếu này trên Investing cho anh chị thấy ha. Rồi. Cái bàn phím này nó hơi bị mòn một xíu.
Đây. Đây. Mấy anh chị có thấy là cái phiên giao dịch hôm qua không ạ? Riser nó tăng lên 0.45 đô cho một cổ phiếu. Và hiện tại thì tối nay trước giờ mở cửa thì Riser nó vẫn sẽ tăng lên á. Mấy anh chị có thể nhìn cái phiên mà thị trường trước giờ mở cửa nè, nhìn ngay chỗ này nè, sẽ thấy được luôn là cái khối lượng giao dịch hiện tại bây giờ của những cái nhà đầu tư họ đang tham gia mua cái cổ phiếu này. Được chưa ạ? Mình sẽ thấy luôn là cái giá trị của nó thì kéo xuống như này, anh chị thấy đây là cái biểu đồ ha, rồi kéo xuống đây sẽ thấy luôn là cái tóm tắt kỹ thuật nè, hầu như là tất cả những cái chỉ báo này nó đều hướng dẫn nhà đầu tư mua mạnh cái cổ phiếu này. Tại vì hôm nay là ngày 23 rồi, ngày 29 là anh chị được nhận cổ tức của cổ phiếu này rồi thì không có lý do gì mà mình bỏ lỡ cổ phiếu này hết ha. Thì tôi sẽ kéo sơ ở đây cho anh chị thấy là vào tháng 4, ngày 7 tháng 4 đúng không ạ? Thì cổ phiếu này nó chỉ nằm ở cái vùng là 35 đô một cổ thôi. Cách đây 3 tháng đúng không ạ? Cho tới thời điểm hiện tại thì nó đã tăng lên như thế này rồi. Tức là một cái đường đi rất là ổn định, một cái đường đi rất là ổn định. Một cái mã cổ phiếu tăng trưởng rất là dài hạn. Thì nếu như mà anh chị mà mình đang chưa biết là mình nên tìm một cái mã cổ phiếu nào hợp lý để đầu tư thì nên đầu tư thử vào cái Riser này đi. Không biết là anh Tùng anh có còn một số mã cổ phiếu nào mà tương tự như mã này hay là có một cái bổ sung gì cho cái phần cổ phiếu cổ tức không anh? Ok, thì trước tiên thì em này nói em có thể giải thích cho cái anh cho anh Freeway á, thì anh nói là Pfizer nó không lỗ mà lợi ích quá. Thì thật ra mà nói là vấn đề á, khi mình đầu tư vào một mã cổ phiếu mà nó đã biến động chậm và cái lợi và cái giá trị của nó lại là thấp, mà mình đòi hỏi nó phải cho mình lợi nhuận cao thì điều đó rất là khó đối với một mã cổ phiếu của Mỹ. Nhưng nếu như mà anh mình có quan tâm Pfizer từ ngay lúc ban đầu thì anh có thể biết được rằng là giá trị bây giờ lúc mà trước khi nó chưa có thông báo chỉ cổ tức thì giá trị của nó chỉ có 38 đô thôi, 38 đô cho một cổ, mà hiện tại bây giờ nó tăng lên 41, nó tăng hai giá. Và lợi nhuận của anh, nếu như thực sự anh mong muốn nó là một mã cổ phiếu đem về lợi nhuận cho mình tốt thì mình nên nắm giữ của nó tầm khoảng 200 cổ phiếu, thì hiện tại bây giờ nó tăng lên hai giá thì anh đã có bao nhiêu lợi nhuận trong tay, có phải là 400 đô. Mà chưa kể cổ tức của mình nhận về khi mình nắm giữ 200 cổ phiếu của nó thì đây là một cái lợi nhuận kép. Tại vì thật ra khi mình đầu tư vào những cái mã cổ phiếu mà giá trị thấp, biến động chậm, mình nên canh thời điểm và mình phải biết thời điểm nào để mà mình đầu tư. Thì những người hỗ trợ người ta sẽ đưa ra những thông tin như vậy thì mình nên gọi là theo những người hỗ trợ để mà mình có thể nắm bắt được những vùng giá tốt và mình mua vào. Thì ngoài Pfizer này ra thì ở Mỹ có thêm những tập đoàn về vấn đề là chế tạo ra vaccine chống COVID-19. Điển hình đó là Moderna. Nếu như anh Fimway á, mà mình đang có muốn gọi là kiếm lợi nhuận cao về cái một mã cổ phiếu về công nghệ sinh học thì Moderna là một mã cổ phiếu mà giúp cho anh có thể kiếm được lợi nhuận khá là tốt. Bởi vì một phiên giao dịch của Moderna nó tăng trưởng từ 5, 10 và có khi nó lên 26, 30. Tại vì sao? Vì Moderna nó mới vừa ký một cái hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ về chế tạo ra vaccine chống COVID-19 độc quyền. Thì anh nghĩ đi, một tập đoàn mà dưới sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ thì đương nhiên một điều là cái cổ phiếu này đang được thu hút nhiều nhà đầu tư đổ vào để mà mua nó. Vì lý do, thứ nhất, muốn thúc đẩy phát triển cái vaccine này thành công cũng như là tất cả mọi người hiện tại trên thế giới đang quan tâm để mà dịch bệnh này nó kết thúc. Thứ hai, một mã cổ phiếu mà được nhiều người mua thì chắc chắn một điều giá trị cổ phiếu nó sẽ tăng lên. Thì đồng nghĩa với việc hiện tại bây giờ anh chị nào đang muốn đầu tư về cổ phiếu công nghệ sinh học thì mình có thể mua cổ phiếu của Pfizer và Moderna để mà mình có thể kiếm lợi nhuận. Và hồi lúc đầu em có nói về thị trường chứng khoán Việt Nam. Lý do tại sao hiện tại bây giờ Việt Nam mình những nhà đầu tư trong chứng khoán Việt Nam họ chuyển sang đầu tư bên thị trường chứng khoán quốc tế, vì bây giờ
ở Việt Nam mình không có tập đoàn về y tế để mà những nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận. Tại vì trong thời điểm hiện tại bây giờ dịch bệnh là thời điểm mà mình đi đầu tư vào những cái mà đang cần thiết và thiết yếu nhất, đó là về những tập đoàn về công nghệ sinh học. Thì ở Mỹ hầu như 95% các tập đoàn lớn đều nằm ở Mỹ. Và thêm một cái nữa là những tập đoàn về công nghệ sinh học ở Mỹ nó rất là phát triển về mặt y tế. Thì đương nhiên một điều hiện tại bây giờ những nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam họ đã tìm thấy được lợi nhuận của mình và họ bắt đầu chuyển hướng sang đầu tư bên chứng khoán quốc tế để mà họ kiếm lợi nhuận. Thì Moderna phù hợp với những anh chị mà đang thực sự mong muốn đạt được kết quả lợi nhuận tốt. Ngoài Moderna ra thì em cũng giới thiệu cho mình thêm đó là về những mã cổ phiếu về công nghệ sinh học, đó là MED. Chắc nghe tới nó thì chắc nhiều anh chị nếu như mà mình có quan tâm về thị trường này thì mình sẽ biết. Thì MED đó, nó là một mã cổ phiếu cũng đang thực sự tiềm năng. Và Johnson Johnson cũng vậy. Thì ở đây nếu như anh chị nào đang được những hỗ trợ viên bên em hỗ trợ thì có thể hỏi để mà mình tìm hiểu thêm thông tin. Thì ở đây em nói về Moderna cho anh chị mình nghe, thì không biết là có anh chị nào có những sự câu hỏi, có những câu hỏi nào để mà đặt ra để mà em và Lâm Nguyễn có thể giải đáp cho mọi người, để mà giúp cho hôm nay buổi học mình có thể thực sự là hiểu rõ hơn về cái thị trường này. Thì không biết có anh chị nào mình đặt ra câu hỏi không ạ? Rồi, trước khi mà để anh chị có thời gian đặt câu hỏi á, thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị quy trình mở tài khoản và giao dịch tại sàn BostonMed ha. Đây, đầu tiên là anh chị đăng nhập vào cái website chính thức của sàn ha, www.bostonmed.com. Thì mình sẽ thấy cái trang chủ của sàn hiện lên. Mình nhấn vào cái ô đăng ký phía bên tay phải trên cùng. Được chưa ạ? Ngay đây ạ. Rồi. Thì sau đó là mình sẽ điền đầy đủ các thông tin của mình. Để mà khi mà anh chị thực hiện giao dịch tại sàn á, mình sẽ yên tâm hơn. Tại vì mình là cái tài khoản chính chủ. Đúng tên nè, đúng họ và tên, đúng năm sinh, đúng số chứng minh nhân dân của anh chị ha. Rồi xong hết tất cả các cái mục thông tin đó thì mình sẽ nhấn vào những cái nút tiếp tục như thế này để mở tài khoản. Rồi sau đó là mình sẽ track cái mail ha. Ở trong cái mail nó sẽ có cái mục của thư BostonMed gửi về cho anh chị. Trong đó sẽ có cái password, gọi là cái mật khẩu đăng nhập vào cái trang web sàn ngay lúc nãy. Tức là mình đã đăng ký thành công rồi á. Rồi, anh chị sẽ quay lại trang chính một lần nữa ha. Mình thao tác lại ở cái ô đăng nhập như thế này. Mình sẽ nhập cái thông tin là email của mình, cái password người ta vừa mới gửi qua mail lúc nãy. Đây hả? Rồi, sau đó là mình đã đăng nhập thành công vào cái tài khoản của sàn BostonMed. Sau đó là anh chị sẽ nhấn vào cái ô là tài khoản nè. Mình thấy là ở đây có cái ô là mở tài khoản thực. Đúng không ạ? Thì mình nhấn vào cái ô mở tài khoản thực giúp em ha. Đó. Sau đó nó sẽ hiện ra các loại tài khoản cho anh chị. Đồng bảy nè. Tiền tệ nè. Mình sẽ chọn đầy đủ thông tin ở đây. Cái loại tài khoản mà mình muốn. Giống như ban đầu mà anh Đức Tùng anh đã để lại cái thông tin đó. Rồi. Sau khi mà mình chọn lại tài khoản xong thì mình đã tạo xong cái loại tài khoản cũng như là mình có một cái ID mà sàn đã cung cấp. Ví dụ như là 500 bao nhiêu đó gửi về mail cho anh chị luôn. Thì cái thông tin này nó sẽ đầy đủ cái tên đăng nhập nè, máy chủ nè, đòn bẩy nè, tiền tệ, mật khẩu lẫn cái mật khẩu nhà đầu tư cho anh chị ha. Rồi, vậy là anh chị chỉ cần mở vào cái tài khoản MT5 để mình có thể tiếp tục giao dịch thôi. Thì nếu mà mình dùng trên điện thoại á,
mình dùng trên cái smartphone á, thì mấy anh chị có thể, nếu mà dùng iPhone thì mình vào cái App Store, còn nếu như mà mình dùng cái Android thì mình vào CH Play đúng không ạ? Rồi, thì đây là cái quy trình khi mà anh chị tải cái MT5 ở trên cái smartphone ha. Mình tìm cái chữ MetaTrader 5, sau đó mình tải về. Thì sau khi tải về thì đây là các cái bước. Ví dụ như là anh chị vào MT5, chọn dấu cộng ở bên ở trên trên cùng màn hình bên phải. Sau đó chọn cái broker, tức là cái máy chủ của sàn Bottlenet nè. Rồi sau đó là mình đăng nhập tài khoản giao dịch mà anh chị đã tạo tại web sàn là thành công. Và sau đó là mình vào vốn và bắt đầu giao dịch thôi. Đây, thì giống như tôi có nói lúc đầu, tôi sẽ dành cái voucher 50 đô này cho ba anh chị nhà đầu tư tham gia cái lớp học hôm nay. Mình vào cái mức vốn tối thiểu là 1.000 đô. Thì tôi sẽ dành cho anh chị, ba anh chị may mắn nhất mình tham gia ở sàn để mình trải nghiệm xem những cái mã cổ phiếu, những cái thương vụ, những cái cách thức giao dịch nãy giờ tôi và anh Tùng đã chia sẻ cho mấy anh chị ha. Thì cái voucher 50 đô này nó có giá trị giống như là tiền thật của anh chị, và mình có thể rút ngay ra sau khi mà mình kích hoạt vốn, nên là nó khá là hữu ích, nó khá là tiện lợi. Thì sau cái lớp học ngày hôm nay á, tôi có để lại cái thông tin của anh Đức Tùng và tôi, hoặc là mấy anh chị có thể liên hệ lại với những cái bạn mà chuyên viên tư vấn á, để mình lấy được cái voucher này. Nếu mà mình nằm trong số những khách hàng may mắn đó thì mình sẽ được nhận cái voucher này anh chị ha. Thì bây giờ là tôi sẽ đến cái phần hỏi đáp, và tôi sẽ trả lời những câu hỏi ở đây. Thì rất là nhiều câu hỏi từ đầu đến giờ luôn, thì có thể là tôi sẽ lọc ra nha, tại vì cái thời lượng của chương trình đó, nó không có cho phép. Còn nếu mà anh chị muốn tìm hiểu sâu hơn thì anh chị có thể inbox hoặc là gọi đến cái số điện thoại của hai diễn giả. Thì ở đây tôi thấy là chị Lê Thạch Thảo á, chị có nói là đầu tư 5.000 đô thì một tháng kiếm được bao nhiêu là ổn chuyên gia. Thì cái này thì tôi có thể nói ra cho chị, tôi có thể khuyên chị một câu như thế này. Nếu mà mình vào 5.000 đô mình đầu tư á, cái lợi nhuận một tháng chị kiếm được giống như tôi có thể chia sẻ là 20-25% một tháng. Nhưng nếu mà anh chị đi đúng xu hướng, mình được hỗ trợ tốt bằng rất là nhiều mã cổ phiếu, thì cái tiền lợi nhuận này nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Nó có thể rơi vào tầm 30-40%. Rồi, anh Moon đúng không ạ? Mình chuẩn bị mua cổ phiếu Tesla này Lam, có gì inbox hỗ trợ mình nha. Dạ rồi, anh vui lòng anh liên lạc lại với số điện thoại em có để ở trên cái file này ha. Thì em sẽ hỗ trợ cho anh. Tôi có thấy là cái anh phim quay, anh có nói là coin vol hiện tại giá 281 euro. Thực ra thì cái mã Volkswagen nó có hai mã anh ha. Cái mã thứ nhất đó, nó là tổng công ty, tức là công ty mẹ Volkswagen. Còn một cái thứ hai nữa, nó là một cái nhà máy sản xuất của Volkswagen. Thì mình đang giao dịch trên cái mã này, và nó trả cổ tức cho cái mã này. Thì công ty này nó sẽ chuyên sản xuất ví dụ như là cái hãng xe Ford nè, Lamborghini nè, hiện tại anh chị đi ngoài đường thấy rất là nhiều đúng không? Thì là cái mã chia cổ tức 4.6 euro mà mấy anh chị vừa nhận được chiều hôm nay chính là cái mã đó. Thì hiện tại cái vùng giá của nó là 210 euro. Thì hiện tại nãy giờ là tôi với anh Tùng có chia sẻ với quý anh chị nhà đầu tư á, đã đang và sẽ đầu tư khá là nhiều thương vụ. Thì tôi không biết là mấy anh chị mình đang phân vân những cái mã cổ phiếu như thế nào á, thì mình cứ liên lạc lại với những cái bạn hỗ trợ về tư vấn. Thì tôi có thấy là chị Diệu Nhi, chị có bảo là vốn bao nhiêu thì mình có thể đầu tư an toàn, dễ quản trị rủi ro vậy diễn giả. Thì cái mức vốn ban đầu, gọi là mức vốn tối thiểu á, khi mà anh chị vào thị trường này nó là 500 đô thôi. Nên là tôi thấy nếu mà mình mới học, mình mới bắt đầu, thì mình có thể thử từ con số nhỏ nhất,
nếu như mà mình thấy hiệu quả, mình áp dụng được những cái điều mà mình vừa học được thì chị có thể nâng cái số vốn của mình lên chị ha. À, anh Phan Công Tùng. Dạ, Tesla bây giờ xu hướng như nào? Em có thể gợi ý tí được không? À, theo em thì Tesla anh chỉ nên buy và nắm giữ dài hạn, tại vì sao? Sắp tới Tesla báo cáo doanh thu đúng không ạ? Báo cáo tài chính. Thì sau báo cáo tài chính á, anh có thể để ý được cái lịch sử lúc nãy giờ em đã show ra đó. Tức là cái vùng giá hiện tại của Tesla nó chỉ là vùng trung bình thôi, chứ nó chưa gọi là vùng đỉnh. Còn để mà anh nắm giữ mà đạt tới cái vùng đỉnh của Tesla nó phải gần 900 đô cơ. Thì mục đích chính khi mà mình đầu tư vào cổ phiếu thì mình chỉ có nắm giữ và mình mua thôi, tức là buy ấy. Rồi anh Frameway nè, anh có hỏi là Moderna thì giá đẹp để mà mua, thì em có thể nói là hiện tại bây giờ Moderna thì anh muốn giá đẹp á thì nó đã qua mức rồi, tại vì giá đẹp của nó là rơi vào tầm khoảng là 150, 143, và cái hiện tại là gần đây nhất á, thì giá đẹp của nó là gần là 243. Đó là một cái giá mà thực sự rất là đẹp để mà mình có thể nắm bắt. Còn hiện tại bây giờ nếu như mà mình muốn mua Moderna thì mình có thể theo dõi mã này trong ngày hôm nay để mà đầu tuần thứ hai mình có thể vào mua nó, tại vì hiện tại bây giờ thì cái việc là mình mua nó trong thời điểm lúc này thì nó cũng chưa thực sự là một cái tốt, vì hôm nay giá của nó đã tăng lên 10 giá rồi, thì chắc chắn một điều là đầu tuần giá của Moderna này nó sẽ phải có một cái hồi để mà nó có thể sự thúc đẩy lên. Thì ngoài ra thì có anh Nhật Quang, anh có hỏi là Apple với Tesla thì nên chọn mã nào ok. Thì thực ra mà nói là tùy thuộc vào số vốn của bản thân anh mong muốn đạt được lợi nhuận như thế nào. Thì Apple là một mã cổ phiếu nắm giữ dài hạn và tăng trưởng ổn định. Tesla là một mã cổ phiếu lướt sóng trong phiên và mình có thể có lợi nhuận được ngay trong phiên ngay lập tức nếu như mình nắm bắt đúng cái xu hướng và nắm bắt được cái vùng giá. Ở đây nếu như mà mình muốn đầu tư cả hai mã này thì mình nên cân đối với cái số vốn đầu tư mình hợp lý để mà mình có thể được lợi nhuận. Thì hồi nãy Tesla thì như Lâm Nguyễn có nói thì mình nên nắm bắt vùng giá phù hợp. Thì trong lúc này á thì Tesla sắp báo cáo doanh thu tài chính, thì đương nhiên một điều là hiện tại bây giờ mình nắm bắt được vùng giá hiện tại bây giờ đó là một cái giá thấp rồi, thì mình nên nắm bắt hiện tại bây giờ để mà mình có thể đạt được mong muốn lợi nhuận. Đây, Moderna mà em đang nói tới thì ngày hôm nay nó đã tăng lên 8 8 giá. Đó, thì đây là một mã mà nếu như mà anh chị nào thực sự mà đang lo ngại về vấn đề là đầu tư thì mình nên đẩy mạnh vào vấn đề là mua cổ phiếu của những tập đoàn công nghệ sinh học, vaccine mà mình đầu tư để mình kiếm lợi nhuận thật tốt, cũng như là mình kiếm được một khoản thu nhập lợi nhuận trong thời gian tại bây giờ dịch bệnh ở tại Việt Nam mình để mà mình có thể trang trải trong mùa dịch, cũng như là nếu như anh chị nào thật sự là mình đang muốn có được một khoản lợi nhuận dư ra để mà mình có thể sau khi kết thúc dịch mình đang tắt vào cái công việc chính của mình thì đây là một kênh đầu tư phù hợp để mà giúp cho anh chị mình thực sự đầu tư hiệu quả. Thì không biết là anh chị mình còn những câu hỏi nào để đặt ra để mà em và Lâm Nguyễn có thể giải đáp cho mọi người. Nếu vậy thì không anh chị nào đặt câu hỏi thì chắc em xin kết thúc buổi học tại đây, và em chúc anh chị mình một buổi tối thật là vui vẻ. Để mà rồi qua ngày mai thì anh chị có thể liên hệ với những người hỗ trợ đang hỗ trợ cho mình để mà có thể hiểu và sâu hơn về những cái mã cổ phiếu mà em và Lâm Nguyễn chia sẻ đến anh chị, cũng như là để giúp cho anh chị mình thật sự đạt được một kết quả lợi nhuận tốt. Buổi học của mình thì đến đây là kết thúc. Thì em chào anh chị mình ha. Rồi chúc mọi người ngủ ngon.